Chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì tôi làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm để anh em chơi một bài lá là kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì bên tôi là có thể nhập khẩu và cung cấp phân phối tất cả những cái dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài để giúp anh em chơi. Nhập khẩu từ các nước như Mỹ, Nhật, Hàn. Đấy. Thì trước mặt anh em đây là một cái bộ kính tôi nhập khẩu nó từ Mỹ. Đấy. Đây. Cho anh em xem. Made in USA. Cái bộ kính này là một bộ kính đẳng cấp nhất hiện nay, giúp anh em đeo vào mắt êm mắt, không cộn mắt, và đặc biệt là nhìn bài cực rõ luôn. Đấy, như chơi bài ngược anh em nhá. Và cái bản kính này tôi bảo hành cho anh em 1 năm. Đấy anh em, vấn đề kính này anh em có thể dùng được 3-4 năm. Bên cạnh cái kính của Mỹ thì bên tôi phân phối lên cái kính của Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây anh em có thể thấy này. Và cái loại kính khác nữa đó là kính của hộp gỗ. Kính này cũng là của Mỹ anh em nhá. Đây, tôi cho anh em xem cái hộp nó này. Đây là một cái sản phẩm gọi là đỉnh cao. Đây. Tí nữa thì tôi sẽ tháo luôn cho anh em cái mắt để anh em xem. Thì cách sử dụng kính áp tròng này như nào? Thì khi anh em đeo vào mắt á, thì anh em nhìn cái bộ bài á, nó như chơi bài của họ anh em nhá. Thì đây tôi sẽ đeo cái kính thử vào trong cái đấy thì nó, anh em nhìn này. Đấy. Cái bộ bài nó sẽ bình thường thì nó sẽ như thế này. Đấy, bình thường thì sẽ như này. Đấy. Không nhìn thấy mắt thường, không nhìn thấy gì, nhưng mà tôi sẽ đeo kính thử vào trong cái mắt camera. Chắc chắn là cái kính thử thì nó sẽ không được nét bằng khi anh em đeo cái kính áp tròng này vào mắt được rồi. Thế tôi vẫn đeo cho anh em xem. Đây. Đây như anh em nhìn rõ này, như con này con 8 này. Đây. Đấy. Con này là con át này. Đấy. Con này con K này. Cái này có thể nhìn được cả chất anh em nhá. Đấy. Như con này là con Piso này anh em này. Đây anh em nhìn cái góc này. Đấy. Con này là con 2 anh em nhá. Đây con 2 này, tôi sẽ cho nhìn anh em xem này. Con 2 này. Con 7 này. Con 6 này. Con 5 này. Con 4 này. Con 3 này. Đấy, khi bỏ kính thì lại như này. Đấy. Tôi lại đeo kính vào này. Đấy, con 4 này. Đấy, con 3 này. Đấy, anh em chơi bài mà chơi như bài ngược ấy. Đánh cái này thì anh em chắc chắn là thắng 100% rồi. Thì bên cạnh cái bài phổ thông, bài lớp cao 2001 này. Đây thì bài rất là phổ thông ở Việt Nam. Thì nhà tôi còn cung cấp tất cả những cái mẫu bài khác trên thị trường. Thì nhờ anh em hỏi tôi như này, cái kính này có nhìn được bài ngoài chợ không? Tôi nói luôn là không, phải bên bài bên nhà tôi phân phối nhá. Anh em mua hàng anh em alo trực tiếp số điện của tôi này 0984 80 149. Còn đại lý lớn trong cái lĩnh vực cung cấp cái thiết bị ở cờ bạc bịp ở Sài Gòn cũng như Hà Nội. Đấy thì bài bây giờ tôi phân phối tất cả mẫu bài từ các bài nước ngoài, những mẫu bài nước ngoài đấy như này, và những cái bộ bài rồng đỏ và rồng vàng như này. Đấy, những cái bài này ở ngoài Bắc chơi rất là khủng, kinh khủng luôn. Đây tôi sẽ cho anh em xem từng bài, cái bài rồng vàng như nào này. Đấy, anh em đeo và anh em nhìn thấy bài như bài ngược luôn này. Còn đây là rồng đỏ này anh em này. Đó, cái hộp của nó đây này. Thì bên cạnh cái rồng đỏ, rồng vàng thì có bên đó còn cái bài nhựa, bài hộp nhựa như này. Đây là bài nhựa nha anh em nhá. Ngoài bài nhựa thì bên giờ tôi còn có cái mẫu bài khác nữa để cho anh em khu vực miền Tây chơi. Đó là chính là cái bài đô la vàng. Đây anh em này, đây là cái bài đô la vàng anh em nhé. Anh em nhìn hộp hộp này, đô la này, bài đô la này anh em này. Đấy. Một số anh em miền Tây rất là hay chơi cái bài đô la vàng, đô la trắng này. Đấy. Anh em nhìn lại xuống hạ tôi này. Đấy thì và cái bài phổ thông khác nữa cũng rất nhiều anh em chơi, đó là cái bài cúc áo. Tôi cho anh em xem qua cái hộp nó. Đây. Đây mẫu bài cúc áo. Và một cái bài nữa thì cũng rất là phổ thông ở cả Bắc cả Nam. Đây. Cái bài đỏ. Hai mẫu bài đỏ, bài kim cương. Demo này, anh em nhìn này. Cái mẫu bài này thì anh em khu vực ở Kiên Giang, miền Tây rất hay chơi. Tôi sẽ đeo kính áp tròng vào để cho anh em nhìn nhé. Đây. Đeo vào thì sẽ như thế này. Đây. Anh em nhìn rõ chưa? Đây, tôi sẽ đứng ở đây.
A này, 4 này. Đây anh em nhìn thấy không? Đấy, con này con 3 này. Con 2 này. Đây. Con 2 anh em này. Con này con 7 này. Đấy, 9 này. Đấy, con này con 6 anh em nhá. Con 9 nó sẽ là móc chìa khóa, con này con 6. 5 này. 7 này. 8 này. Đây con 9 đây này. Con 9 nó sẽ là cái móc chìa khóa này. Để phân biệt con 9 với con 6. Đấy. Con 10 là cái dấu cộng. Đấy, chỉ có hai con đấy là khác biệt nhất thôi, còn bình thường nó vẫn duy con gì như bình thường. Đấy, con quy vậy này. Đấy. Thì tất cả những cái mẫu bài là tôi đều làm được. Đấy, anh em chơi mẫu gì là có mẫu đấy. Thì bên cạnh cái mẫu kính áp tròng như xuyên bài thì bây giờ tôi còn phân phối thêm cả những cái máy đánh bài bịp. Đấy, những cái dòng máy đánh bài bịp nó đẳng cấp. Giờ như CVK 680 này. Tôi mở cho anh em xem này. Đây. Đây là dòng máy đánh bài CVK 680 đỉnh cao, iPhone 8 Plus này. Hay là áo đổi bài, ví đổi bài. Đấy, rất nhiều cái loại mẫu để anh em có thể lựa chọn cho mình phục vụ cái bộ môn bài lá đi. Đây là cái ví đổi bài. Đấy. Đấy. Đây là cái ví đổi bài. Thì anh em có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể qua hai cơ sở của tôi. Một là bến xe Mỹ Đình Hà Nội, hai là bến xe miền Đông Sài Gòn. Anh em alo tôi. Tôi sẽ có nhân viên ra tận nơi đó anh em vào cửa hàng. Hàng của tôi thì đảm bảo hành 15 cho tất cả sản phẩm. Anh em mua hàng sẽ có thẻ bảo hành. Và cái số điện thoại của anh em tôi sẽ lưu vào tất cả vào máy tính để anh em cứ điện thoại tôi đã biết anh em từng mua hàng. Đấy, video tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu đến anh em cái máy đánh bài. Chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty máy đánh bài bịp CVK thì làm một cái video để giới thiệu đến các bạn cái dòng máy đánh bài mới ra mắt của hàng. Đầu tiên thì giới thiệu đến các bạn cái máy đánh bài là CAC 700 hộp trắng này, và CVK 900 này, CVK 680S này, và một con máy đánh bài CVK được nguyên trang trên một chiếc Samsung. Thì tôi sẽ đi vào test cho các bạn từng con máy đánh bài với tốc độ quá bài nó như nào nhá. Thì để giới thiệu qua đây, đây là con máy đánh bài CAC 700, hỗ trợ là 12 camera để báo bài siêu nhanh này, chơi được tất cả môn bài ở Việt Nam. Đấy. Về máy thì được nguyên trang trên nền một chiếc iPhone 8 Plus. Các bạn cần xem kỹ hơn tôi sẽ gửi vào Zalo theo số điện thoại các bạn. Đấy. Bây giờ tôi sẽ test các bạn này. Với cái máy này đi kèm theo là các bạn mua sẽ được một tai nghe và Bluetooth dây không dây siêu nhỏ này. Đấy. Tôi sẽ test cho các bạn cái môn bài ở Việt Nam rất là hay chơi, đó là môn bài liêng. Đấy, sau đó là test qua môn bài cào hay bên Ấn Độ ở miền Nam nữa. Máy này thì chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam nhé. Các bạn chơi môn bài gì cũng được. Đấy, đấy là cái ưu điểm của nó. Tôi sẽ để môn liêng báo một nhà lớn nhất này. Đây, khi các bạn chơi bạn đặt cái máy trước mặt các bạn như này và các bạn tắt cái màn hình đi. Đây tôi test thì tôi sẽ để nó ngoài. Đấy. Máy báo 1. Ngang dọc quan trọng đặt bài là báo. Đấy. 4 người chơi. Tôi sẽ để ít người chơi chơi cho nhanh. Đây máy báo 1, nhà số 1 này này, 9 điểm này. Đấy, liêng này, môn liêng này, lớn nhất này. Đấy, những nhà còn lại đây. Rất là thấp, điểm rất là thấp. Thì các bạn mua hàng là các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng ở Hà Nội hay ở Sài Gòn để nhân viên tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng máy nhé. Thì trong quá trình các bạn chơi, bạn tăng giảm số người chơi ở đây. Đấy, muốn lên bao nhiêu người cũng được. Tiếp theo tôi chuyển cái máy này qua môn bài cào miền Nam đi. Để thử đánh một ván cho bạn môn bài cào nhé. Vẫn là để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất. Đấy. Máy báo 1. Đây môn bài cào nhé. Đấy, đây, máy báo 1. Môn bài cào 4 điểm. Đấy, nhưng mà lớn nhất. Những nhà còn lại này. Nhà này có 2 này. Đấy, nhà số 2 là 2 này. Nhà số 3 là 1 này. Đấy. Nhà này 2 này. Đấy, máy báo là chuẩn xác 100% luôn.
không bao chuyện sai được. Đây là cái máy đánh bài CAC 700. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu đến con máy đánh bài CVK 900. Đây, con máy đánh bài CVK 900 được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 nhá, rất là đẹp luôn. Các bạn cần xem kỹ về máy, các bạn alo mình sẽ gửi chi tiết cho. Đấy, tôi sẽ test các bạn luôn cái tốc độ của bài của nó này. Mỗi một máy này là có đều có mật khẩu riêng của nó và nó có thể chơi tất cả các môn bài ở Việt Nam nhé, các bạn lưu ý như vậy. Tôi sẽ test cho các bạn môn liêng này để 5 người chơi đi. Đây, số người chơi là 5 và báo là một nhà lớn nhất. Đó. Đây, máy đặt trước mặt rồi. 2. 5 người chơi và máy báo 2 là nhà thứ 2 lớn nhất. Một hai này, nhà số 2 là 8 điểm. Đây các bạn này, 8 điểm lớn nhất. Còn những nhà còn lại là không có gì luôn. Đấy, các bạn nhớ máy đặt cái là báo thôi. Máy đã đặt cái là báo nhá. Mà báo rất là chuẩn xác luôn. Các bạn có thể qua trực tiếp trụ sở nhá, ở Hà Nội và Sài Gòn để mà test hàng nhá. Đây là con máy đánh bài CVK 900. Đấy. Tiếp theo là đến con máy đánh bài CVK 680. Đấy, test cho các bạn con máy đánh bài CVK 680. Đây, đây là con máy đánh bài CVK 680 được ngụy trang như là một chiếc iPhone 8 nhá. Tôi sẽ test các bạn luôn này. Môn liêng nha, test môn liêng cho dễ điện. Số người chơi là 5 và báo 2 nhà lớn nhất. 3-1. Mày báo 3-1. Đấy. 3-1 có nghĩa là 3 là lớn này, 1, 2, 3 là 3 này. Nhà số 3 là 6 điểm này. Đấy. Nhà 1 này này. Nhà 1 là 5 điểm này. Những nhà còn lại là không bằng luôn, chắc chắn nó không là bằng được. Đấy, máy báo là không bao chuyện sai được, luôn luôn là chính xác 100% nha. Đấy, các bạn lưu ý cho mình này, khi bạn mua hàng các bạn đến những trung tâm lớn thì các bạn để nhất về giá cả, các bạn sẽ được ưu đãi và chế độ bảo hành nhá. Đây là giới thiệu các bạn, đây là máy bài CVK 680. Đấy, tiếp theo là một con máy bài tầm trung ngụy trang trên nền một chiếc Samsung. Đây, lấy cho bạn xem này. Đây, con này tầm trung, sẽ test cho bạn xem tốc độ của bài của nó này. Các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng nhé để nhân viên được hướng dẫn cách chơi, cách sử dụng. Đấy, tôi sẽ để test môn bài cào đi. Các bạn ở miền Nam thì chơi được môn binh Ấn Độ này, hay là bài binh sập sám là chơi được hết. Số người chơi là 4, này báo một nhà lớn nhất. Đây các bạn, đúng cái chiều camera của nó nhá. Đây, chiều camera đây. Đấy, máy báo 3. Muốn bài cào, máy báo 3. Đấy, 1, 2, 3 này, nhà số 3 là 8 điểm này. Đấy, báo rất nhanh và chuẩn xác luôn, không bao giờ sai được. Thì các bạn mua hàng thì bạn alo trực tiếp để mà tránh mua phải hàng giả là nhái nhá. Đấy, thì đến cửa hàng thì mình có rất nhiều đồ để các bạn chơi luôn. Thì khi các bạn mà chơi mà không bỏ cái máy ra thì có thể mua thêm những cái đồng hồ quét mã vạch như này. Đây là những cái phụ kiện kết nối bên ngoài, hay là ví quét mã vạch. Đây mình sẽ kết nối vào cái ví này, mình để cái ví này, mình tránh trường hợp phải để cái điện thoại này,
hay là điện thoại của Bắc Nokia. Đấy, trụ sở thì các bạn cứ đến Hà Nội hoặc Sài Gòn để mở vào cửa hàng khách hàng nhé. Xin chào toàn thể anh em, ngày hôm nay thì công ty Cờ Bịp lại làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là kính Mỹ 9D như xuyên bài và kính Nhật Bản và kính hộp gỗ Mỹ như xuyên bài. Đây là những cái sản phẩm là rất là bền và ok để các em chơi bài bịp. Thì với cái sản phẩm này, anh em đến bất kỳ cái sòng sới bài lá là anh em cần luôn cho tôi bộ bài và đeo mắt kính áp tròng, anh em nhìn bài là như chơi bài ngửa luôn. Đấy, như chơi bài ngửa anh em nhé. Khi mà anh em chơi như bài ngửa thì anh em sẽ giành chiến thắng 100% trong môn bài lá rồi. Thì đây là cái kính Mỹ 9D như xuyên bài này. Đấy, cái cấu tạo bên trong của kính này sẽ bao gồm một cây đeo kính và một bộ mắt kính. Đấy, một cặp mắt kính mắt len. Đây là cái cây đeo của nó này. Cái này rất dễ đeo, dễ sử dụng thôi. Thế thì trên mạng nó rất hướng dẫn rất nhiều cách đeo kính áp tròng này. Cái kính này là được cấu tạo từ silicon lụa cho nên nó rất là êm, đeo êm mắt, không cộn mắt và nhìn bài là siêu nét luôn. Đây, em sẽ lấy cho anh em xem này. Đây, rất là mỏng anh em nhé. Đây, anh em đeo anh em thì để lên cây đeo như này. Đấy, chiều quan trọng anh em nhé. Đây thì trong đây nó có hai cái kính, mình sẽ lấy ra hai cái anh em cặp này. Đấy, khi đeo thì anh em để cho tôi vào cái cây đeo này. Đây, tôi sẽ để lọ ra đây. Đây, anh em nhìn là rất là mềm luôn, đeo êm mắt mà nhìn bài siêu nét luôn. Đấy, cái kính này nhìn màu như này thôi nhưng mà khi áp vào mắt thì nó trùng với màu mắt anh em nhé. Thì bây giờ thì tôi sẽ thử cho anh em cách nhìn của cái kính này, thì khi mà đeo mắt thì nó sẽ nhìn như nào. Tôi sẽ dùng cái kính thử này. Đấy, tất nhiên là cái kính thử thì nó sẽ không bằng cái kính khi anh em đeo mắt rồi. Tôi cho vào cái camera của điện thoại tôi đang quay, tôi sẽ cho anh em xem nó sẽ nhìn cái bài như nào. Thì đây, với một cái bộ bài xanh 2K như này. Đấy, thế bài khi mà chưa đeo kính thì nhìn nó như bình thường, như một cái bộ bài bình thường. Đấy, nhìn nó như một bộ bài bình thường như này. Nhưng mà khi đeo kính vào thì nó sẽ nhìn thấy số ở mặt lưng này. Thì bên trong tôi bài có rất nhiều loại bài. Bài như các bạn nhìn này, bài rồng đỏ này, rồng vàng này, bài trắng này, bài đô la vàng, đô la trắng này, bài xanh 2K như này, đây bộ xanh 2K này, bài nước ngoài, bài nhựa. Đấy, rất nhiều mẫu bài để anh em lựa chọn nhé. Vậy là tôi sẽ đeo kính thử vào, bắt camera để cho anh em nhìn thấy xem khi mà đeo kính vào thấy nó như nào nhé. Đây, đấy, anh em nhìn đây, khi mình đeo kính cam vào thì nó sẽ như thế này. Đấy, đây là con Z này, con 10 là hình móc chìa khóa này. Đấy, con 9 là hình dấu cộng này, nhìn rất là nét luôn này. Đấy, 8 này, 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, át này, đấy, K này. Và đặc biệt cái này nó kể phân biệt cả chất. Đây, anh em nhìn này, con bích thì nó sẽ không có cái đánh dấu chất. Như sang đến con này là con cơ này. Con cơ nó sẽ đánh dấu có cái phần ở bên phải này, là con cơ. Đấy, còn con rô thì sang phần bên trái nhá, anh em nhá. Đấy, nhìn thấy cả chất này. Đấy, 10 này, 9 này, 8 này, 7 này, 6 này. Thì tôi sẽ tìm cho anh em con rô nhá. Con rô đánh dấu, đây, con rô lại đánh dấu sang bên này này. Đây là con rô, đây là con bạch rô này. Đấy, nhìn thấy cả chất, anh em rất là dễ chơi luôn. Thì khi mà bỏ bài ra thì nó như này, bình thường này, bài bình thường này. Đấy, đeo vào này. Đấy, nhìn số chưa. Thì khi anh em đeo kính, một cái kính áp tròng thật của nó mà anh em áp vào mắt thì nó sẽ